lựa sai nó có một giá trị rất lớn nha, là nó làm cho mình khổ đau lớn. Mà khổ đau lớn thì mới có nhu cầu học đạo, còn sung sướng nó không có nhu cầu đấy. Thuận lợi nó không có nhu cầu đấy. Các bạn cứ tìm những cậu ấm cô chiêu, có mấy ai mà học đạo đâu, toàn ăn chơi nhảy múa cho đến chết. Nên không sao cả, nhiều khi hạnh nguyện đời trước của em hay cầu nguyện đời trước, cầu cho con ra bước ra cuộc đời đầy sóng gió để con đến đạo nhanh nhất. Thế là bây giờ nó ứng thôi. Dạ, em chào thầy và các anh chị. Em có một câu hỏi và một cái trăn trở là em muốn hỏi, có nghĩa là có một cái trăn trở, ví dụ như với cái tốc độ mà đô thị hóa bây giờ thầy, thì nó có hai cái trăn trở lớn. Thì một là ví dụ như tốc độ đô thị hóa mà càng nhanh như vậy, thì liệu là cái việc mà xanh hóa, ví dụ như mình sẽ hướng đến những cái liệu pháp mà bền vững á, thì phải chăng là em cũng đang rất là thắc mắc là không biết là đô thị hóa là có phải đúng là mình đang đi ngược lại với cái tiến trình nhân quả khi mà nó quá nhanh như vậy không? Thì liệu là mình có những cái giải pháp để xanh hóa và phát triển bền vững, thì liệu là có làm giảm bớt hoặc là có cứu lại được những cái gì mà mình đã tàn phá trước đây hay không? Với lại cái thứ hai nữa là cái này thì kiểu như là nó là về cái tình hình hiện tại, thì em cũng không có muốn là nói sâu quá, nhưng mà phải chăng là hiện tại là mình cũng thấy rất là nhiều cái hiện trạng hiện giờ, thì có nghĩa là ví dụ như là hết bắt người này người kia thầy, thì ý là cái đó là phải chăng là cái giải pháp mà nó chỉ hướng về quả, nhưng mà thật sự là từ cái nhân sinh quan của những cái tư duy của người đứng đầu á là vẫn chưa được thay đổi. Thì cái đó là cái trăn trở của em. Còn về cái câu hỏi là về cái 6 sự lựa chọn á thầy, thì hồi nãy là em cảm thấy là hình như là 5 lựa chọn đầu là em đều lựa chọn sai hết. Chỉ có cái duy nhất hiện tại ở thời điểm bây giờ là về cái tu tập về đạo lý, là may là em lựa chọn đến thời điểm này. Thì thật sự là em cũng rất là cảm ơn thầy. Thầy là người thầy đầu tiên về tâm thức mà em học được. Thì liệu là bây giờ mình lựa chọn sai trong thời điểm quá khứ rồi á, thì đúng là nó sẽ... Năm chọn lựa sai là khó khăn đến cùng đường. Yeah. Khó khăn đến cùng đường thì mình dừng lại để mình quan sát lại mình, nghỉ ngơi để mình nhìn lại mình rèn luyện. Thì bây giờ em đến được với đạo dần, đúng không? Đi vào chiều sâu tâm thức dần là đi đúng hướng. Chọn lựa sai nó có một giá trị rất lớn, là nó làm cho mình khổ đau lớn. Mà khổ đau lớn thì mới có nhu cầu học đạo, còn sung sướng nó không có nhu cầu đấy. Thuận lợi nó không có nhu cầu đấy. Các bạn cứ tìm những cậu ấm cô chiêu, có mấy ai mà học đạo đâu, toàn ăn chơi nhảy múa cho đến chết. Nên giờ nó phí một kiếp người rồi đấy. Nên không sao cả, nhiều khi hạnh nguyện đời trước của em đấy, cầu nguyện đời trước, cầu cho con ra bước ra cuộc đời đầy sóng gió để con đến đạo nhanh nhất. Thế là bây giờ nó ứng thôi. Tôi cũng có một cái câu cầu nguyện này: cầu cho con đời này và mãi đời sau luôn theo được chánh pháp. Cái lời thề nguyện này sau này ra đời sau mà lỡ thành một người nào đó lọt vào trong những gia đình giàu có, mình sẽ có xu hướng từ chối cái sự giàu có đấy để mình quay trở về với đạo. Còn nếu mình không có cái lời thề từ đời này mãi đời sau luôn theo được chánh pháp, mình sẽ đi nhảy múa ăn chơi, mình sẽ đi theo tà pháp. Hình dung chưa? Đấy. Nên có những cái lời thề nó giữ mình lại rất nhiều đời đi đúng hướng. Bây giờ chúng ta đừng nghĩ nhiều đời. Tụi em suy nghĩ 70 năm cuộc đời lấy nhau nhá. 20 tuổi chúng ta lập gia đình, 25 tuổi lập gia đình. Các bạn làm sao muốn sống đến 70, 80 vẫn êm? Các bạn lấy nhau hỏi một câu này: trong lòng chúng ta có một lời thề gì với nhau không? Từ đáy lòng có một lời thề. Lời thề là cuộc hôn nhân này tôi có một lời thề là gìn giữ cho đến cuối đời không? Nếu có lời thề này thì không thể có người thứ ba được. Các bạn không cần biết quán tâm là gì, lời thề này đủ mạnh. Có một người thứ ba chen vào, lời thề nó nhảy ra, nó ngăn trở lại, nó gạt người kia ra. Bạn bè rủ đi tăng ba là nó gạt người kia ra liền. Dứt khoát nó không đi liền, vì nó vi phạm lời thề chung thủy với cái người nó đã hứa. Bạn bè rủ đi tăng 1 nó đi, tăng 2 nó đi, nhưng tăng 3 là say no lên. Không bao giờ nó bị vi phạm. Cái lời thề đúng mày. Thì chúng ta phải hiểu là
cái nền của chánh pháp, nền tảng của đạo học nó quan trọng thì mình phải có lời thề về nó. Thì nhiều khi đời trước em đã thề nhiều nên đời này tự nhiên nó quay về, mà nó quay về bằng những cách rất sóng gió để cho mình trưởng thành. Chứ nó không phải một cách êm dịu nhẹ nhàng, vì êm dịu nhẹ nhàng thường chúng ta không nhận ra, đúng không? Tự nhiên mình đang thuận lợi, vợ chồng con cái hạnh phúc, doanh nghiệp thì phát triển, nhà lầu xe hơi, xong có thằng bảo ê đi khóa 10 ngày Vipassana mày, mình bảo mày có điên không, đúng không? Nhưng mình có bị vài cu tát cái đi khóa thiền cái mình bừng tỉnh, mình thấy ồ sự khóa này tuyệt vời thế. Được chưa? Nên không có những cái khó khăn trở ngại trong cuộc đời chúng ta khó mà tỉnh ra được. Em có đến 5 cái khó khăn trở ngại em phải cảm ơn nó, về tối nay về cảm ơn. Cảm ơn những lựa chọn sai lầm của tôi để nó cho tôi những bài học sâu sắc. Mình cảm ơn nó. Và để rồi từ đó chi? Để rồi từ đó tôi biết cách rèn luyện trí tuệ, rèn luyện sự hiểu biết cho nó sâu sắc hơn. Đó. Mình thôi, đến với chánh pháp một cách sâu sắc hơn. Còn mình muốn ứng nó vào đời thì mình có thêm cái lời thề ngoài đời nữa. Nếu thấy hay, hãy like, share, follow để lan tỏa và cập nhật video mới.